đi tìm Sâm Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh còn có tên gọi khác là Sâm Khu Nam, Sâm Ca Nam, hay là Sâm Trúc, Sâm Đốt Trúc, Trúc Biết Nhân Sâm, Phủ Ngải Giờ Mờ Con, hay cây thuốc dấu. Vì cây mọc trên núi Ngọc Linh nên người ta thường gọi là Sâm Ngọc Linh. Vùng núi này nằm trong địa phận của tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Ngãi. Năm 1973, người ta tìm thấy loài cây này trên núi Ngọc Linh với độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Quảng Nam và Kon Tum được xem như thủ phủ của loài cây sâm này. Trước đây, sâm Ngọc Linh đã được đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng như một loại thuốc để hỗ trợ cho việc cầm máu, chữa lành vết thương, làm thuốc bổ, thuốc trị sốt rét, đau bụng, phù thủng. Nghiên cứu dược lý thực nghiệm cho thấy, sâm Ngọc Linh có tác dụng giảm căng thẳng, trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống lão hóa, ung thư và bảo vệ tế bào gan. Trên nghiên cứu lâm sàng, nhiều bệnh nhân thử nghiệm sử dụng sâm Ngọc Linh để hỗ trợ điều trị bệnh của mình. Bước đầu họ cảm thấy ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thể lực. Ngoài ra, sâm Ngọc Linh còn có tác dụng tăng sức đề kháng, cải thiện trường hợp suy nhược thần kinh, hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng sinh lý và tăng cường sức khỏe cho người huyết áp thấp. Nếu những người hay mệt mỏi, chán ăn hoặc chức năng hô hấp kém, phổi yếu, thở gấp, hen suyễn thì nên ngâm vài lát sâm Ngọc Linh mỗi ngày. Đây là một trong những cách dùng cơ bản và đơn giản nhất. Để phát huy tác dụng nhiều nhất, người ta thường cắt lát củ sâm cho vào bình thủy tinh, đổ mật ong ngập sâm rồi đóng nắp kín. Để khoảng thời gian 1 tháng là đã có thể dùng được. Nên dùng mật ong rừng nguyên chất sẽ cho kết quả tốt. Củ sâm Ngọc Linh còn có thể cắt lát mỏng, cho vào ấm dùng như nước trà bình thường. Và vã trà sâm Ngọc Linh lấy ra ăn chứ không vứt. Thường gặp nhất là người ta hay dùng sâm Ngọc Linh ngâm rượu. Rượu sâm Ngọc Linh giúp bồi bổ sức khỏe cho nam giới, những người hay uống bia rượu nhiều nên thay thế bằng loại rượu này để bảo vệ gan thận. Ngoài ra, củ sâm thái lát rồi rắc với nước, sau đó cho thêm gạo và nước vào nấu thành cháo. Người hay mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa, người già yếu, răng hư, nếu dùng cháo sâm Ngọc Linh sẽ cho hiệu quả khả thi. Tìm thấy sâm Ngọc Linh rồi, về nhà với mẹ thôi. Thực hiện bởi đội ngũ MVN mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.